Chiều ngày 25 tháng 7, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt Ban Chỉ đạo, họp phiên đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Dự họp còn có đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên yêu cầu công tác cải cách tư pháp phải gắn chặt với phòng chống tham nhũng, phối hợp giám sát để hạn chế rủi ro, hạn chế sai phạm trong thực thi công vụ. Đồng chí nhấn mạnh về công tác kiểm tra giám sát, tăng cường phối hợp tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc còn tồn động, khó khăn vướng mắc ở các cơ quan tư pháp của thành phố. Thời gian tới, các cơ quan tư pháp của Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục thực hiện nghị quyết 27, hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Trước đó, trao đổi tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đề nghị các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tập trung nghiên cứu nghị quyết 98 của Quốc hội để vận dụng nghị quyết này trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan đơn vị. Nhận định thời gian tới tội phạm lừa đảo trên không gian mạng sẽ phức tạp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung đấu tranh phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan tư pháp của thành phố thực hiện các nội dung theo chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo, góp phần thực hiện các nhiệm vụ ổn định, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo thường xuyên phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết tin tố giác, tin báo tội phạm. Cơ quan tư pháp của thành phố trao đổi thông tin, tập trung giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, quản lý giam giữ, hỗ trợ tư pháp. Trong đó kịp thời đưa ra xét xử các vụ án, vụ việc được dư luận quan tâm nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm.